Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Sơn Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Đọc Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 7 tháng 7 năm 2023. Và lời nói đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những con số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 7. Và quay trở lại với một người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên phân tích và chia sẻ cho một người ở vị trí đường cầu giải đặc biệt kết hợp với vị trí của đường cầu lô để cho một người tham khảo cho ngày mai là thứ bảy của ngày mùng 8 tháng 7. Và quay trở lại với trước màn hình của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ viết điểm qua một chút. Đầu tiên về vị trí của giải đặc biệt thì ngày hôm nay thì có cho một người là con số 76. Nó nằm ở hai chạm là chạm 7, chạm 6 và tổng 3. Ba càng là 076 và cả bộ số là 93076. Thống kê về vị trí của lô ba nháy thì có cho một người đây là con số 19. Và bản thân cái con số 19 này, anh em thể thấy này, tuy nó ra không quá là sớm nhé, nó ra ở vị trí của giải 6, giải 7, nhưng nó ra tới ba nháy. Đây, nó ra hai nháy ở giải 6 và một nháy ở giải 7. Nó không cần phải ra quá sớm nhưng mà nó chiếm được cái tỷ lệ cực kỳ là cao. Rồi tiếp tục về vị trí của lô hai nháy thì ngày hôm nay thì có cho một người là con số kép 55. Đó, con số 84. Đúng không ạ? Về vị trí của đầu lô tô ngày hôm nay thì không có một đầu nào bị cầm cả mọi người nhá. Lô kép thì ngoài sự xuất hiện của con số 55 thì xem ngày hôm nay xuất hiện thêm nào nè. Ngày hôm nay thì lô kép không xuất hiện thêm mọi người nhá. Rồi, thì vừa qua thì mình cũng điểm lại cho mọi người một số cái đặc điểm nổi bật của bảng kết quả. Và đối với giải đặc biệt ngày hôm nay xuất hiện cho mọi người con số 76 thì cũng khá tuyệt vời khi video buổi tối ngày hôm qua. Như mọi người có thể nhìn trước màn ảnh đây thì mình cũng có chia sẻ cho mọi người chúng ta chiến thắng được cái vị trí của cầu đề. Và cái cầu đề này thì mình đã phân tích cho anh em khá là rõ và khá là rõ ràng và kỹ để chơi trực tiếp cho duy nhất ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 thì chúng ta chiến thắng được cái vị trí của cặp 676 đây. Đây là cặp số 6776 mình đã phân tích cho anh em. Mọi người có thể là theo dõi lại bắt đầu từ phút thứ 5 trở đi trên video. Mình đã phân tích cho anh em cái đường cầu này nó cực kỳ là rõ ràng. Đó. Và cái đường cầu này thì mình cũng đã nhấn mạnh cho anh em là chúng ta chơi không quá là nhiều. Bởi vì chúng ta chơi trực tiếp cho ngày hôm nay, có nghĩa là đánh không một đấy. Ok, thì một lần nữa thì xin chúc mừng tất cả anh em đã chiến thắng ở vị trí cầu đề khi theo dõi trên kênh của mình ngày hôm nay nhá. Rồi thì tiếp tục quay trở lại với những cái con số và những cái đường cầu để cho mọi người tham khảo cho ngày mai. Thì cái đường cầu đầu tiên thì mình nhận định cho mọi người sau đây thì tiếp tục vẫn là về cái vị trí của cái đường cầu, đó chính là vị trí của đường cầu giải đặc biệt An Thông. Thì tiếp tục mình sẽ phân tích cho mọi người này. Đầu tiên thì mọi người cứ lựa chọn cho mình ở giải 3 trước và lấy cho mình là tất cả những cái con số nó nằm trong cái bộ thứ ba của giải 3. Thế xuất hiện đây cho mọi người được cái con số 7 này, con số 3, con số 2 và con số 9. Rồi chúng ta kết hợp cho mình lần lượt với vị trí của giải 5. Giải 5 thì nó có tới 6 bộ số cơ. Nhưng bây giờ chúng ta lựa chọn cho mình này. Con đầu nằm trong bộ đầu giải 5, con đầu nằm trong bộ 2 giải 5 và con đầu nằm trong bộ 3 giải 5. Những cái vị trí này thì lần lượt nó xuất hiện ở đây cho mọi người là 5, 4 và 2. Và trên cái bộ này là 7, 3, 2 và 9. Thì bây giờ mọi người kết hợp cho mình lần lượt này, xuống con số 5 này, xuống con số 4 này và xuống con số 2 thì chúng ta sẽ được cái dàn đặc biệt nó như thế nào. Rồi. Đầu tiên bây giờ mình sẽ đi phân tích này. Đầu tiên là về cái con số 7 kết hợp thì chúng ta sẽ có cặp ở đây là cặp 757. Cặp 747. Và 727. Tiếp tục về 3 thì chúng ta có cặp 3553. Cặp 3443. Và cặp 3223. Con số 2 thì chúng ta có cặp 2552, 2442 và kép 22 thì có cho mình là kép 77 nữa. Rồi con số 9 thì chúng ta có cặp là 959, 949 và 929. Đó. Vậy đây là cái vị trí của dàn đặc biệt để cho mọi người tham khảo cho ngày mai là thứ bảy của ngày mùng 8 tháng 7 và chúng ta cũng chỉ có một cái đường cầu này duy nhất thôi. Ở đây thì mình cũng sẽ nhận định cho anh em đây là đặc biệt để chúng ta chơi cho vị trí của ngày mùng 8 tháng 7 mọi người nhá. Rồi. Thì tiếp tục trong cái dàn nó nhiều số như thế này thì những anh em nào mà chơi riêng về đề thì mình vẫn khuyên anh em là anh em nên vào cả dàn cho mình. Không vấn đề gì cả. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là những anh em nào mà chơi kết hợp cả lô tô. Đó, anh em chơi kết hợp cả lô tô nhá.
thì mọi người sẽ vào cho mình những cái cặp số kết sau đây. Mỗi hàng ở đây nó sẽ có là 4 hàng, thì mỗi hàng mình sẽ lấy và đưa ra cho anh em là một cặp số kết. Thì ở hàng đầu tiên thì mọi người có thể chú ý cho mình, đó chính là về vị trí của cặp 727, làm ở vị trí hàng thứ hai là về vị trí của cặp 343. Ở vị trí hàng thứ ba thì có cho một người là kép 22 và 77. Và ở vị trí hàng thứ tư là cặp 929. Vậy chúng ta sẽ có cho mình đó chính là bốn cái cặp số kết trên đây. Thứ nhất là cặp 727. Thứ hai là cặp 343. Thứ ba là cặp kép 2277. Và thứ tư đó chính là về với chiều cặp 929. Đó. Những anh em nào mà chơi riêng về đề thì anh em lưu lại cho mình cái vị trí của bốn cái cặp số kết này. Rồi. Mình sẽ để đây một chút để anh em có thể là lưu lại được cái đường cầu này. Và mình cũng sẽ có cho anh em cái trạm đề kết. Đó. Cái trạm đề kết ý, thì mình đưa trên đây là sẽ nhìn nhận và theo cái góc độ của quan điểm cá nhân mình anh em nhé. Mình sẽ đưa ra trên cái góc độ quan điểm cá nhân. Thì anh em nào trùng máu, anh em nào kết thì anh em có thể là nhìn nhận cho mình. Còn nếu mà không trùng máu, không kết thì anh em có thể là chơi theo những cái phương pháp, những cái cách của anh em. Rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho mọi người về cái vị trí của cái trạm đề nhá. Thì cá nhân của mình thì mình sẽ gửi đến tất cả mọi người. Đó chính là về vị trí của đề trạm 2 và đề trạm 0. Đây nhìn nhận trên góc độ của quan điểm cá nhân mình. Đề trạm 2, trạm 0. Mọi người lưu ý cho mình. Ok chưa? Và mình cũng có chia sẻ thêm cho anh em về vị trí đường cầu lô nữa. Đây hai trạm này thì sẽ rơi vào cái dàn 40 số anh em ạ. Dàn 40 số dành cho vị trí của hai trạm đề này nhá. Anh em nào kết, anh em nào trùng máu thì anh em cứ bình luận xuống bên dưới video để cho tất cả mọi người cùng biết được. Để tất cả anh em cùng tham khảo ý kiến và đưa ra những cái chiều hướng. Rồi, thì đối với vị trí đường cầu lô, quay trở lại vị trí đường cầu lô nhá. Thì bây giờ mọi người để cho mình thống kê với vị trí cặp lô này. Cái cặp lô này thì chúng ta cũng chỉ chơi cho mình trực tiếp cho ngày mai thôi. Chúng ta cũng không chơi quá là nhiều và cũng không mất quá là nhiều vốn để tập trung làm cái gì cả anh em ạ. Mọi người để ý cho mình này. Cái cặp 797 và cái cặp 898 nó đang ra trên cái thế cầu như này nhá. Kiểu gì thì kiểu một trong hai cặp này ngày mai vẫn có tỷ lệ rơi cho anh em bình thường. Đó, được chưa? Mình đang nhấn mạnh cho anh em này. Với hai cặp 7997 và cặp 8998, kiểu gì thì kiểu mai vẫn có cho anh em tỷ lệ rơi. Vậy thì mình sẽ đưa cho anh em để ý này. Chú ý này. Lô 7997 8998 sẽ rơi rơi một trong hai cặp đó, rơi một trong hai cặp cho anh em, được chưa? Anh em lưu lại cho mình cái chú ý này, nó cực kỳ là hữu ích. Tuy nó đã ra 4 5 ngày liên tục rồi nhưng mà đang chơi cái thế cầu này và mình đã đụng độ cũng như là mình đã có được cái góc nhìn ở trên cái vị trí đường cầu về lô rơi khá là nhiều rồi, nên là với cái tình trạng thế cầu như vậy thì một trong hai cặp này ngày mai thì cái tỷ lệ một trong hai cặp nó rơi sẽ cực kỳ là cao. Và đó là nhìn nhận trên cái góc độ quan điểm cá nhân mình. Cũng có một cái vấn đề nữa, thì những anh em nào mà anh em đang bí số, anh em đang loạn cầu, anh em đang cần những cái sự hỗ trợ từ mình thì anh em có thể liên hệ cho mình đến Zalo, đó chính là 0379 419 và 207. Đây là cái Zalo của mình chính xác nhất. Và anh em xa bờ thì anh em liên hệ ngay nhá. Đó. Nếu anh em không dùng Zalo thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được, là 0379 419 207. Mình đều hỗ trợ anh em 100% về đường cầu, về con số cũng như những cái cách chơi làm sao cho hợp tình hợp lý nhất. Rồi,
Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người ngày mai chiến thắng rực rỡ với tất cả những cái con số mình đã lựa chọn hay là tất cả những cái con số mà mình đưa ra. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Tiếp tục xem lại mọi người ở video ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.